giả danh công an gọi điện yêu cầu cung cấp thông tin để chỉnh sửa trên căn cước, tài khoản định danh điện tử là một trong những thủ đoạn được kẻ lừa đảo sử dụng trên không gian mạng. Cách đây hơn một tuần, ông Tô Văn Công ở phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên nhận được cuộc điện thoại mời ông ra trụ sở công an phường cung cấp lại thông tin trên tài khoản định danh điện tử. 2 giờ đồng hồ sau, lại có một phụ nữ gọi điện đến đề nghị giúp ông cài app cổng dịch vụ công để tự cập nhật thông tin cá nhân. Nhận ra có nhiều điểm bất thường trong các cuộc gọi, ông Công đã từ chối làm theo lời đề nghị. Tôi gọi cho ông bên phía trụ sở công an phường Lê Lợi này. Có vấn đề gì đó? Trên sáng trên thành phố gửi thông báo xuống rà soát lại thông tin định danh điện tử bước 2 với thẻ căn cước công dân này. Những trường hợp của Tô Văn Công này đến giờ tôi mình chưa làm định danh thứ 2 nhỉ? Làm rồi. Mình có xem lại hồ sơ của mình trước khi ký duyệt không? Cũng không xem lại. Đấy, rất nhiều trường hợp như anh không xem lại rồi nhầm lẫn sai sót. Thế à? Anh Công đang rảnh không? Anh ghé qua trực tiếp phía trụ sở công an phường Lê Lợi chúng tôi rất làm lại này. Alo. Em Thu ở bên công an thành phố Hưng Yên đây. Thế có việc gì đấy? Vâng, em có gửi giấy thông báo về vấn đề cập nhật lại cái thông tin căn cước công dân của anh đấy. Thì bây giờ anh có rảnh không thì đến hỗ trợ mình cài cổng dịch vụ công về cho anh tự cập nhật cái thông tin của anh ở trên điện thoại của anh ý. Không, tôi không làm thế. Này, số này là số bớ bẩn đấy nhá, tôi sẽ báo công an làm việc với đấy, không có làm việc theo cái kiểu này đâu. Ô anh ơi, bây giờ anh muốn báo ai bắt tôi? Không hiểu sao đối tượng này nó điện thoại cho tôi lúc khoảng 1:15, thì khoảng 1:30 là điện thoại cho vợ tôi cũng nói với cái nội dung như thế. Đấy, cũng bỏ cái tài khoản VNID là chưa được lên cấp độ 2, đang trục trặc. Những công dân mà cần phải sửa những cái thông tin trên căn cước công dân đấy thì cơ quan công an đã có cảnh sát khu vực đến hướng dẫn cho người dân, hoặc cơ quan công an có giấy mời và có người mời trực tiếp đến cơ quan công an để được hướng dẫn. Thậm chí là còn đăng tải trên các cổng thông tin điện tử để người dân tìm hiểu. Không có bao giờ có chuyện gọi điện hoặc là bắt người dân phải cung cấp mã OTP hay là cái mật khẩu có cái mã OTP ấy. Mục tiêu cuối cùng của kẻ lừa đảo đều là chiếm đoạt tài sản. Thời gian qua, Công an thành phố Hưng Yên đã tiếp nhận và xử lý một số vụ việc lừa đảo qua mạng. Điển hình như ngày 29 tháng 5 năm 2023, Công an thành phố Hưng Yên nhận được đơn trình báo của chị Lê Thị Bích Phượng ở Hoài Đức, Hà Nội về việc chị bị một người liên hệ qua Zalo đặt mua 250 thùng dầu ăn trị giá trên 148 triệu đồng rồi chiếm đoạt bằng hình thức gửi hình ảnh xác nhận chuyển tiền thành công giả. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hưng Yên phối hợp với các đơn vị liên quan đã làm rõ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo là Nguyễn Thị Mai, sinh năm 1992, ở thôn Yên Khê, xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Công an thành phố Hưng Yên đề nghị người dân cảnh giác, nâng cao ý thức tự phòng, tự giữ gìn, bảo vệ tài sản, không tin vào các chiêu trò, các tin nhắn mang lại lợi ích, tin nhắn đe dọa của các đối tượng lạ và thông báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất khi gặp các trường hợp nêu trên.